Công an huyện Long Thành vừa tổ chức đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân huyện Long Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội triệu tập 130 đại biểu chính thức là cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn huyện. Đại hội đã thông qua chương trình hoạt động của hội, bầu ra ban chấp hành gồm 9 đồng chí, ban thường vụ gồm 3 đồng chí và ban kiểm tra là 3 đồng chí. Đại tá Nguyễn Hữu Sào, nguyên trưởng công an huyện Long Thành được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội cựu công an nhân dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 hội cựu công an nhân dân huyện long thành được thành lập nhằm tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu công an nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu công an